Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Và ở phần 2 này, Hoàng Vy rất là muốn thưa một câu chuyện vừa mới xảy ra ở Lafayette, ở Indiana, ở tiểu bang Indiana thưa quý vị. Vẫn là một cái vấn đề, nó không phải là một vấn đề mới, nhưng nó đang là một xu hướng mà theo giới công lực ở Indiana, ông cảnh sát trưởng cũng nói rằng là đây là một cái xu hướng ngày càng trỗi lên ở trong nước Mỹ và gây ra một cái tình trạng rất là nhức nhối. Đó là câu chuyện trẻ em bị dính vô những cái vụ nổ súng và gây ra những cái chết rất là oan uổng ở trẻ em như thế này. Ở Indiana, ngày hôm qua, ở thành phố Lafayette, người ta vừa mới công bố một cái vụ án là một đứa nhỏ chỉ mới có 5 tuổi thưa quý vị. 5 tuổi thôi mà bé nhỏ này nó cầm súng, nó bắn chết đứa em của mình. Và cái đứa em mình chỉ mới có 18 tháng tuổi thôi thưa quý vị. Và cái khẩu súng như bao nhiêu cái câu chuyện nổ súng khác mà ở trẻ em đó, tụi nó đâu có hiểu là đây là cái súng mà chết người. Tụi nó chỉ nghĩ rằng đây là một cái khẩu súng đồ chơi. Thậm chí đó, bây giờ là những cái phụ huynh nào, quý vị khán giả nào mà có con em nhỏ tuổi đó, mà là con trai á, thậm chí là đi vô Target, đi vô Walmart mà cũng mua những cái khẩu súng nhựa đồ chơi về bắn đùm đùm bùm chú bùm chú. Thì tụi nhỏ nó không biết, nó tưởng những cái khẩu súng mà nó nhặt được ở trong phòng ngủ của ba mẹ, ở trong xe hơi của ba mẹ, ở trong phòng khách của ba mẹ, và tụi nó nhặt lên và nhắm thẳng vào người thân của mình và bắn. Tụi nó nghĩ là đó là trò chơi giả tưởng, nhưng cuối cùng máu đã đổ và người thân của các em nhỏ đó đã phải chết. Cụ thể là trong câu chuyện này, 5 tuổi bắn 18 tháng tuổi và chết. Và cũng đã có những câu chuyện những đứa nhỏ trong phòng khách và cầm những cái khẩu súng và bắn ngay chính cha mình và cũng tưởng đó là trò chơi thưa quý vị. Câu chuyện này nó không mới, nhưng mà nó kêu gọi rằng những người dân Mỹ, đặc biệt là kiểm có sở hữu súng đó, cần phải ý thức hơn trong cái việc mà bảo quản, cất giữ những cái khẩu súng như thế này. Thì sở cảnh sát của Lafayette đã nói là họ đã bắt giữ ba mẹ của hai đứa nhỏ, là bà vợ là Shatia Welch, 24 tuổi, và ông chồng là Deonta Johnson, 27 tuổi, vì cái tội là bất cẩn. Mà ngoài cái chuyện bất cẩn này, cảnh sát còn khép hai cái người này vô cái tội là cản trở cái việc mà điều tra nữa, là bởi vì hai vợ chồng này còn nói là ô, chúng tôi đâu ăn súng bừa bãi đâu, chúng tôi bỏ vô một cái két sắt và để ở dưới cái hộp sắt, két sắt để ở dưới cái gầm giường. Nhưng mà cái vấn đề là cái chìa khóa mà để khóa cái két sắt đó, cái bộ thứ hai chúng tôi có hai bộ. Bộ thứ nhất chúng tôi cất giữ, bộ thứ hai nó mất tiêu rồi. Cho nên là có thể là đứa nhỏ 5 tuổi này nó tìm thấy cái chìa khóa, rồi nó mở cái hộp đó ra, nó lấy súng nó ra rồi nó bắn chết em nó. Nhưng mà những gì mà cảnh sát tìm thấy thì không phải như vậy. Cụ thể là họ đã đến nhà họ lục soát, rồi họ tìm thấy một cái khẩu súng khác thưa quý vị, nằm ngay trong cái tủ quần áo của cô vợ. Và họ nói là như vậy thì rõ ràng là hai vợ chồng này không có cất giữ súng đúng như mà họ khai ở cảnh sát. Nhưng có lẽ nếu như câu chuyện chỉ dừng lại như vậy thì chúng tôi đã không chọn để mà gửi đến quý vị trong cái phần 2 này ngay bản tin đầu tiên. Đó còn một cái tình tiết nữa, quý vị biết không, rất là dã man. Khi mà người ta thấy trong hai đứa bé này 5 tuổi với 18 tháng tuổi lại có tìm thấy cái chất ma túy, cocaine. Nếu như ở cái bé 5 tuổi người ta tìm thấy chất cocaine ở trong máu, thì ở bé 18 tháng tuổi chết người ta tìm thấy chất marijuana thưa quý vị. Có nghĩa là cha mẹ, hai cha mẹ của hai cái đứa nhỏ này, ngoài cái việc để súng bừa bãi, họ còn sử dụng ma túy một cách bừa bãi, cẩu thả, và thậm chí là cho con mình sử dụng cả cái chất ma túy 5 tuổi với cocaine và 18 tháng tuổi với marijuana. Và ngoài ra cảnh sát cũng tìm thấy một cái số lượng lớn ma túy ở trong 93 viên fentanyl. Rồi marijuana họ để bừa bãi ở trong nhà như vậy đó. Chắc chi là những đứa nhỏ ngay từ nhỏ còn rất là non nớt và rất là mong manh đã tiếp xúc với lại ma túy, với lại chất kích thích và với lại súng. Và những cái đứa nhỏ như thế này, nếu mà may mắn là tụi nhỏ nó có thể lớn lên, thì làm sao nó có thể trở thành những cái người bình thường, những thanh niên bình thường và những công dân bình thường trong xã hội thưa quý vị. Đây là những câu chuyện nó tràn ngập ở trong nước Mỹ như thế này đây. Đó là một cái phần tin mà chúng tôi rất là muốn gửi đến với quý vị liên quan đến một cái trào lưu, một cái xu hướng
xu hướng thì đúng hơn, mà như cảnh sát của Lafayette nói đó, nó không phải là hiếm và nó ngày càng trở nên phổ biến ở trong nước Mỹ, mà rất là nguy hiểm khi mà những cái vụ súng ống này nó ảnh hưởng đến mạng sống của trẻ con. Chuyển sang một cái tin tức khác liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump. Như Hoàng Vy có thưa trong chương trình sự kiện ngày hôm qua thưa quý vị, thì ngày thứ năm là một cái ngày rất là hồi hộp với cựu tổng thống Donald Trump khi mà đại bồi thẩm đoàn do ông Jack Smith đã nhóm họp đó, họp ở DC và bàn về cái để nghe những cái chứng cứ bên phía công tố viên, đặc biệt là Jack Smith, trình ra trước đại bồi thẩm đoàn những chứng cứ về nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử và bạo loạn ngày 6 tháng Giêng. Một lần nữa thưa quý vị, bên phía Jack Smith nói chuyện mà chúng tôi điều tra đây không chỉ là trong giới hạn của cái hồ sơ bạo loạn quốc hội, mà chúng tôi điều tra cả về cái chuyện là nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử. Cho nên người ta nhìn thấy là cả những cái vị mà giả làm cử tri đoàn đó thưa quý vị, sau cái bầu cử tổng thống đó, ở tiểu bang Michigan, ở tiểu bang Arizona, người ta lập ra danh sách một cái cử tri đoàn giả và người ta muốn là nộp lên trên quốc hội liên bang á, để chứng nhận kết quả thắng cuộc cho cựu tổng thống Donald Trump, thay vì là kết quả thực sự là ông Joe Biden đã chiến thắng. Đó là những cái nỗ lực, cho nên đại bồi thẩm đoàn đã được lắng nghe những cái lời khai, những cái bằng chứng về cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử. Và nhiều người nói rằng là ngày thứ năm là có thể là đại bồi thẩm đoàn trong cái hồ sơ này sẽ đưa ra cái lời truy tố. Và như chúng tôi nói đó, nhiều có thể là ngày thứ năm, có thể là tuần sau, hoặc có thể là sẽ không bao giờ. Nếu như mà đại bồi thẩm đoàn thấy rằng là những chứng cứ mà ông Jack Smith nộp lên đó, họ thấy là không có đủ thuyết phục để mà đưa ra cái lời truy tố với cựu tổng thống Donald Trump. Ngày hôm qua phải nói rất là hồi hộp, bởi vì nhóm pháp lý của ông Trump đã trong một cái tâm thế là sẵn sàng để chiến đấu, sẵn sàng để nghe được cái lời truy tố, để mà có những cái phát ngôn gửi ra ngay lập tức với những người ủng hộ ông Trump và cả những cái bước đi về pháp lý. Nhưng mà cuối cùng thưa quý vị, hết ngày thứ năm không có bất kỳ một lời truy tố nào liên quan đến cái hồ sơ bạo loạn và đảo ngược kết quả bầu cử được đưa ra. Và vào giữa ngày đó thì cựu tổng thống Donald Trump có đăng đàn lên trên Truth Social và ông nói rằng là luật sư của ông đã có một cái cuộc họp ở văn phòng của ông Jack Smith. Chúng ta không rõ là sau cuộc họp đó cái nội dung là gì, nhưng mà luật sư của tôi đã nói rất rõ với bên Jack Smith rằng tôi không có làm gì sai hết. Tất cả những gì tôi làm là được cái sự tư vấn rất là kỹ lưỡng bởi luật sư của tôi. Và nếu như mà Bộ Tư pháp quyết định truy tố tôi, đó sẽ là một thảm họa, một sự hủy hoại đối với đất nước. Cái lời tuyên bố này của ông Trump, theo nhiều người nghĩ có nghĩa là gì? Thứ nhất, ông đang đổ trách nhiệm cho những cái người cố vấn của ông. Mà những người cố vấn của ông hiện nay, thưa quý vị, là ai? Là cựu luật sư Rudy Giuliani, là người coi như là dẫn dắt cái nỗ lực mà ra những cái phiên tòa, nộp những cái vụ kiện, mà tất cả những vụ kiện đó đều bị xử thua hết. Và bản thân ông Giuliani cũng đang bị những người ủng hộ cho ông Trump rất là giận dữ. Bởi vì thứ nhất, ông Giuliani vừa mới thừa nhận, đưa ra một số những cái thừa nhận là những cái tuyên bố trước đây của ông đó về những cái bầu cử gian lận là sai trái. Ông thừa nhận ở Georgia, ông tấn công hai cái giới chức bầu cử bởi vì hai người này đã không chịu đưa ra cái lời tuyên bố là có gian lận bầu cử đó. Và ông nói rằng hai người này đã từng có tiền án và phạm tội hình sự. Và ngày hôm thứ Tư, ông đã thừa nhận ở tòa rằng tôi nói như vậy là sai. Hay là trong cái vụ kiện của Fox News với lại Dominion, ông Giuliani cũng nói ở trong chốn riêng tư trước khi mà lên sóng, ông nói rằng tôi cũng không thể nào mà tin nổi những cái thuyết mà nói rằng những cái lời tố cáo bầu cử gian lận như thế này mà không có bằng chứng. Và cả bà luật sư Sidney Powell, cựu luật sư của ông Trump, cũng xuất hiện ở tòa và nói rằng là chỉ có những người mà trí não mà không có bình thường mới tin vào những lời tôi nói. Đó là một trong những cái ý kiến của những người đã tham vấn cho cựu tổng thống Donald Trump về cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử. Và ngày hôm thứ Năm, ông nói gì? Ông nói rằng là tôi không có làm gì sai.
tất cả những gì tôi làm là dựa trên cái sự tư vấn của những cái nhân vật mà nãy giờ chúng tôi thưa với quý vị đó. Và nếu như mà Bộ Tư pháp quyết định truy tố tôi, đó sẽ là sự hủy hoại đối với nước Mỹ. Đó cũng là một cái lời đe dọa ngầm của cựu Tổng thống Donald Trump với bên phía công tố, cho nên họ phải cân nhắc cho thật kỹ nếu như quyết định truy tố cựu Tổng thống Donald Trump. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày hôm qua, 3-4 giờ chiều ngày hôm qua theo giờ Cali vào thứ Năm đó thưa quý vị, nhiều người vẫn tin rằng ok, vậy là xong. Ngày hôm nay không có bất kỳ lời truy tố nào hết. Jack Smith họp với luật sư của ông Trump và nói như ông Trump là đừng tin vào bọn thổ tả, bọn fake news. Tụi nó nói rằng là truy tố tôi, chắc chắn là không có chuyện đó đâu. Thì mọi người cũng nghĩ ok, như vậy thì Jack Smith và đại bồi thẩm đoàn không có bất kỳ cái cuộc truy tố nào đối với ông Trump trong ngày hôm nay hết. Nhưng đùng, vào khoảng 3-4 giờ chiều, theo giờ Cali thưa quý vị, tràn ngập trên các cái phương tiện truyền thông mainstream của Mỹ, dồn dập tin breaking news, Jack Smith truy tố thêm ông Trump, nhưng không phải là hồ sơ về nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử, mà là cái vụ hồ sơ mật ở Mar-a-Lago. Hồ sơ mật ở Mar-a-Lago, Bộ Tư pháp đã truy tố ông Trump 37 tội danh hình sự về cái tội là cản trở điều tra, rồi giữ những cái tài liệu mật, nói và cả những cái câu chuyện về tội phản gián nữa chứ. 37 tội danh, thì đến ngày hôm nay thưa quý vị, Bộ Tư pháp bổ sung thêm cái việc truy tố của mình 3 tội danh hình sự nữa đối với cựu Tổng thống Donald Trump. Trong đó có một tội là tàn trữ, là giữ những cái tài liệu mật, tối mật liên quan tới an ninh quốc gia, thông tin về quốc phòng của Mỹ, và 2 tội khác là liên quan tới cái chuyện là cản trở cái cuộc điều tra, cản trở Bộ Tư pháp trong việc là lấy lại những cái tài liệu mật đó. Đó là cái chi tiết thứ nhất. Chi tiết thứ hai xuất hiện trong cái bản truy tố rất là bất ngờ vào chiều ngày hôm qua của Bộ Tư pháp đưa ra cái lời truy tố bổ sung với cựu Tổng thống Donald Trump thưa quý vị. Thì trong cái bản truy tố vừa được công bố mà thực sự là không ai có thể ngờ được. Không ai có thể ngờ được vào chiều hôm qua, người ta cứ nhìn về hướng Tây và trông đợi xem có bất kỳ tin tức gì liên quan đến nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử trong cái hồ sơ đó đó. Thì ở phía đằng đông, ông Jack Smith đưa ra cái lời truy tố bổ sung như thế này. Trong cái bản truy tố có 60 trang bổ sung, thì người ta thấy là xuất hiện thêm một nhân vật thứ ba nữa. Có nghĩa là trong cái vụ hồ sơ mật ở Mar-a-Lago thưa quý vị, trước đây thì chỉ có 2 nhân vật là cựu Tổng thống Donald Trump và cái người nhân viên rất là gần gũi và thân tín của mình là ông Juan Nauda. Vì một cái chữ thôi, vì cái chữ trung thành mà Juan Nauda bây giờ để dính vô cái đường những cái rắc rối. Cảm ơn ban kỹ thuật, nhân vật quý vị đang thấy là Juan Nauda. Dính vô những cái rắc rối bị truy tố về hình sự, hiện nay Juan Nauda vẫn tuyên bố trước tòa là ông không nhận tội, nhưng mà bây giờ ngày hôm nay ông lãnh thêm một cái bản truy tố bổ sung của Bộ Tư pháp. Và xuất hiện nhân vật thứ ba là một nhân viên bảo trì ở Mar-a-Lago thưa quý vị, có tên là Carlos de Oliveira. Và nhân vật này đó đã nghe theo mệnh lệnh của cựu Tổng thống Donald Trump, theo đó dính vô một cái câu chuyện mà Bộ Tư pháp truy tố là ông này cùng với ông Juan Nauda đã nỗ lực để mà xóa hết những cái đoạn camera, những cái đoạn footage, camera ghi hình lại ở Mar-a-Lago đó, cho thấy trong đó những hình ảnh hai nhân vật này khệ nệ khiêng những cái thùng tài liệu mật và di dời đi chỗ khác. Đó là những cái tình tiết chính trong cái bản truy tố dài 60 trang mà Jack Smith một lần nữa bất ngờ làm cái rầm tuyên bố vào chiều ngày hôm qua thưa quý vị. Bây giờ đi vô chi tiết. Thứ nhất là đối với cựu Tổng thống Donald Trump, khi mà thứ nhất là cái tội mà Bộ Tư pháp, cái tội danh mà Bộ Tư pháp bổ sung vô đó là ông giữ những cái tài liệu mật liên quan tới bí mật an ninh quốc gia quốc phòng đó, là liên quan đến cái câu chuyện những cái kế hoạch tác chiến mà ông tướng lục quân là ông Mark Milley đã trình lên cho Tổng thống Trump lúc bấy giờ là đề nghị là tấn công Iran đó thưa quý vị. Câu chuyện này thời gian vừa qua đã râm ran những cái đoạn audio. Theo đó người ta nghe thấy là ông Trump nói với 4 người khác
trong một cái cuộc họp về cái ghi chép lại những cái hồi ký liên quan tới ông Mike Pence, thưa quý vị, thì ông Trump vô tình không biết là vì lý do gì mà lại nhắc đến cái tài liệu này, và ông nói như thế này trong cái đoạn audio là: đó, mọi người thấy không, đây là cái kế hoạch mà ông Mark Milley đã trình lên cho tôi như thế này nè, đây nè. Nhưng mà khi cái đoạn audio này được công bố rộng rãi trong suốt cái thời gian vừa qua, thì ông Trump đã phản bác, ông nói rằng làm gì có tài liệu mật nào liên quan cái chuyện đó. Làm gì có tài liệu nào? Tôi lúc đó tôi nói chuyện với mọi người á, là tôi chỉ có cầm trong tay của mình á, là những cái bài báo, những cái tạp chí viết về Iran và thôi. Và những cái thông tin mà Mỹ đang rất là lo ngại đối với Iran, làm gì có tài liệu mật nào? Nhưng mà cái bản cáo trạng ngày hôm qua của Bộ Tư pháp đưa ra cho chúng ta một cái câu trả lời khác, là bởi vì thực sự là có cái tài liệu mật đó. Bởi vì phía luật sư của ông Trump nói rằng á, là họ đã lùng hết rồi ở Mar-a-Lago, không có bất kỳ một cái tài liệu nào liên quan đến kế hoạch đó ở Iran hết á. Không có tài liệu tối mật nào hết. Quý vị biết câu trả lời nó nằm ở đâu không? Vì sao là luật sư của ông Trump không thể tìm thấy ở Mar-a-Lago không? Là bởi vì Bộ Tư pháp, ông Chad Smith đã giữ trong tay cái tài liệu đó rồi, thưa quý vị. Đó là cái chi tiết thứ nhất. Chi tiết thứ hai liên quan đến những cái đoạn footage ở Mar-a-Lago. Ông Trump thậm chí là mới đây là ngày 10 tháng 7 ở trên Truth Social, ông lại tiếp tục đưa ra cái ý rằng á, là Bộ Tư pháp cứ cố tình vấy bẩn cho tôi. Cái ngày mà họ đến mà họ đòi những cái đoạn footage á, tôi đưa hết cho họ tất cả những cái đoạn ghi hình, ghi âm, ghi hình gì ở Mar-a-Lago tôi giao hết. Vậy mà họ vẫn không có hài lòng và họ vẫn tiếp tục truy tố tôi trong cái câu chuyện hồ sơ mật. Ông viết trên Truth Social vào ngày 10 tháng 7. Nhưng mà cái bản truy tố ngày hôm qua của Bộ Tư pháp đưa ra cho người dân Mỹ một câu trả lời khác, thưa quý vị, rằng Bộ Tư pháp ghi rất rõ ngày, giờ và cả ai đã tham gia vô trong một cái tội danh mà Bộ Tư pháp gọi là đồng lõa âm mưu cản trở điều tra. Đó là ông Trump đã chỉ thị cho hai nhân viên thân tín với mình là Juan Nauda và ông Carlos, nhân vật mới xuất hiện trong bản truy tố ngày hôm qua, là phải làm sao để xóa những cái đoạn footage ở Mar-a-Lago cho thấy cảnh hai nhân vật này đã khệ nệ bưng những thùng hồ sơ. Liên quan những câu chuyện này có một số cái tình tiết rất là đặc biệt, nhưng Hoàng Vy xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.